Cô chào tất cả các em học sinh khối 2 thân yêu. Cô có một trò chơi khởi động dành cho các em. Đó là trò chơi Thỏ tìm đường về nhà. Để giúp thỏ tìm được đường về nhà, các em hãy giúp thỏ giải đáp các thử thách sau nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu trò chơi. Thử thách thứ nhất của voi tìm ít. X chia 5 bằng 4. Các con hãy suy nghĩ tìm ra đáp án chính xác. X bằng bao nhiêu trong vòng 10 giây nhé. Mời các con so đáp án với cô. Bạn Thỏ đã trả lời chính xác. Đó là đáp án A. X bằng 20. Các con hãy nêu cách tính giúp cô nào. Đúng rồi, vì x là số bị chia nên ta lấy thương nhân với số chia. Như vậy, bạn Thỏ đã vượt được chướng ngại vật của bạn Voi. Sẽ tiếp tục đến thử thách thứ hai. Thử thách thứ hai của Sói như sau. Em hãy đọc tên các hình dưới đây. Hình A, hình B, hình C và hình D. Đúng rồi, hình A chính là hình tam giác. Hình B chính là hình vuông. Hình C chính là hình tứ giác, hình D chính là hình chữ nhật. Cô có lời khen ngợi các con đã nêu tên đúng tất cả các hình. Bạn Thỏ lại tiếp tục vượt được chướng ngại vật mà bạn Sói đã dành cho bạn. Và giờ bạn sẽ tiếp tục đến thử thách cuối cùng của bạn Hổ. Xem bạn Hổ yêu cầu bạn Thỏ làm gì nhé. Tính độ dài đường gấp khúc ABCD như hình vẽ. Cô sẽ dành cho các con thời gian 1 phút để giúp bạn Thỏ giải bài này nhé. Bây giờ mời các con cùng quan sát đáp án của bạn Thỏ. Đáp án của bạn Thỏ là độ dài đường gấp khúc ABCD 3 cộng 4 cộng 5 bằng 12 cm, đáp số 12 cm. Các con có làm giống bạn Thỏ không nào? Như vậy, độ dài đường gấp khúc ABCD chính là 12 cm. Muốn tính độ dài đường gấp khúc, ta tính như thế nào? Đúng rồi, ta tính tổng độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc. Bạn Thỏ của chúng ta rất thông minh, đã vượt qua 3 thử thách. Vậy là bạn đã tìm được đường về nhà. Qua trò chơi, các con đã nắm được cách tính số bị chia và tính độ dài đường gấp khúc. Bài học ngày hôm nay, cô và các con cùng tìm hiểu dạng tán nữa về hình học qua bài Chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác luyện tập. Nội dung của bài học ngày hôm nay các con cần phải nắm. 1. Nhận biết được chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác. 2. Biết tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác khi biết độ dài mỗi cạnh của nó. Bây giờ chúng ta cùng bước vào bài học ngày hôm nay nhé. Các con hãy nhìn thấy trên màn hình cô có đường gấp khúc BACD. Bây giờ cô sẽ di chuyển đoạn thẳng CD và điểm D. Thì ta sẽ được đường gấp khúc gì? Lúc này, điểm D trùng với điểm B. Các con nhìn thấy đó là đường gấp khúc khép kín đúng không nào? Như vậy, từ một đường gấp khúc khép kín được nối bởi 3 đoạn thẳng lại với nhau, thì ta được hình tam giác ABC như hình vẽ. Các con hãy cho cô biết hình tam giác ABC gồm có mấy cạnh? Đó là những cạnh nào? Đúng rồi, chúng ta nhìn thấy hình tam giác ABC có 3 cạnh. Đó là cạnh AB, BC và CA. Với cạnh AB có số đo là 3 cm. Cạnh BC có số đo là 5 cm. Cạnh CA có số đo là 4 cm. Các con đã biết tính độ dài đường gấp khúc. Và bây giờ các con hãy suy nghĩ tính tổng các độ dài các cạnh của hình tam giác ABC giúp cô nào?
À, các con đã tính ra được rồi đúng không nào? Ta sẽ lấy lần lượt độ dài của các cạnh hình tam giác cộng lại với nhau. 3 cm cộng 5 cm cộng 4 cm bằng 12 cm. Và ta nói chu vi của hình tam giác ABC là 12 cm. Vậy, muốn tính chu vi hình tam giác, ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác đó. Các con đã nắm cách tính chu vi của hình tam giác rồi, đúng không nào? Vậy để tính chu vi hình tứ giác thì ta làm như thế nào? Mời các con thực hiện với cô ở phần tiếp theo. Các con quan sát trên màn hình cô có 4 điểm D, E, G, H. Cô nối 4 điểm này lại với nhau, các con hãy quan sát thì ta được hình gì? Như vậy, ta được hình tứ giác D, E, G, H. Các con hãy cho cô biết hình tứ giác D, E, G, H gồm có mấy cạnh? Đó là những cạnh nào? Chúng ta nhìn thấy hình tứ giác D, E, G, H có 4 cạnh, đó là cạnh D, E, E, G, G, H, H, D. Với cạnh D, E có ba số đo là 3 cm, cạnh E, G có số đo là 2 cm, G, H có số đo là 4 cm, H, D có số đo là 6 cm. Bây giờ các con hãy tính tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác D, E, G, H giúp cô nào. À, các con đã tính ra được rồi đúng không nào? Ta sẽ lấy lần lượt độ dài của các cạnh hình tứ giác cộng lại với nhau. 3 cm cộng 2 cm cộng 4 cm cộng 6 cm bằng 15 cm. Và ta nói chu vi của hình tứ giác D, E, G, H là 15 cm. Như vậy, muốn tính chu vi hình tứ giác, ta làm như thế nào? À, giỏi lắm. Muốn tính chu vi hình tứ giác, các ta lấy tính tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác. Đọc, cô lặp nhắc lại, các con cùng theo nghe lời cô nhé. Muốn tính chu vi hình tứ giác, ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác đó. Các con nhớ và nghe rõ đây ha. Vậy chúng ta vừa nắm được cách tính chu vi hình tam giác và chu vi hình tứ giác. Chu vi hình tam giác bằng tổng độ dài ba cạnh cộng lại với nhau. Chu vi hình tứ giác bằng tổng độ dài bốn cạnh cộng lại với nhau. Như vậy, tổng độ dài các cạnh của hình tam giác hoặc hình tứ giác là chu vi của hình đó. Mời các con nhắc lại giúp cô. À, để giúp các con nắm chắc hơn, bây giờ chúng ta cùng đến với phần luyện tập nhé. Rồi, các con chuẩn bị qua bài tập số 1. Bài tập số 1, tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là A 7 cm, 10 cm, 13 cm. Trong bài này yêu cầu tính chu vi hình tam giác với độ dài các cạnh đã cho ta thực hiện như thế nào? Đúng rồi các con, tính chu vi hình tam giác thì ta phải tính tổng độ dài các cạnh của hình đó. Để giải được cái bài này, các con phải thực hiện 3 bước. Bước thứ nhất, các con ghi lời giải. Chu vi hình tam giác là bước thứ hai, ghi phép tính 7 cộng 10 cộng 13 bằng 30 cm. Bước thứ ba, ghi đáp số 30 cm. Vậy chu vi hình tam giác là 30 cm. Các con đã nắm được cách trình bày rồi. Tương tự, các bài còn lại các con hãy dựa vào và làm cho cô nhé. Các con cùng cô sang qua bài tập số 2. Bài tập số 2,
Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là có A 3 dm, 4 dm, 5 dm, 6 dm, có B 10 cm, 20 cm, 10 cm, 20 cm. Trong bài này yêu cầu tính chu vi hình tứ giác với độ dài các cạnh đã cho. Các con hãy tính chu vi hình tứ giác bằng tổng độ dài các cạnh đã cho và trình bày cách giải giống như bài 1. Các con hiểu chưa nào? Cô và các con cùng nhau. Bài tập số 3. Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là AB bằng 2 cm, BC bằng 5 cm, AC bằng 4 cm. Bài này yêu cầu chúng ta làm gì? Đúng rồi, bài này yêu cầu các con là tính chu vi hình tam giác khi biết số đo của từng cạnh. Như vậy các con phải, chúng ta cũng trình bày bài giải giống như bài 1 nhé các con. Cô và các con chúng ta cùng nhau qua bài tập số 4. Bài tập số 4, hình tứ giác DEGH có độ dài các cạnh là GE 3 cm, EG 5 bằng 5 cm, GH bằng 6 cm, DH bằng 4 cm. Tính chu vi hình tứ giác đó. Vậy khi con tính chu vi hình tứ giác DEGH với độ dài đã cho của từng cạnh, chúng ta cũng làm tương tự như cách làm của bài 2. Các con hiểu chưa nào? Vậy qua cái bài tập, 4 bài tập trên, như vậy để tính chu vi hình tam giác hoặc hình tứ giác, các con sẽ tính tổng độ dài của các cạnh của hình đó. Các con hiểu chưa nào? Vậy tiết học đến đây là kết thúc. Các con nhớ và gửi bài làm qua Zalo cho các cô nhé. Cô chúc các con vui khỏe học tốt. Chân thành cảm ơn các con đã theo dõi bài học ngày hôm nay.